Thưa tất cả quý vị, thì cái nôm na của Ngọc Huyền là Ngọc Huyền hạnh phúc lắm, bởi vì Ngọc Huyền nhớ vào năm 2016 Ngọc Huyền trở về nước dựng cái live show của 2015 2016 quên rồi, cái live show của anh 2016 dựng cái live show của anh Kim Tử Long tại Bến Thành, thì Ngọc Huyền không được hát, chỉ là ngồi ở dưới hàng ghế để mà chiêm ngưỡng cả một cái sân khấu tuyệt vời của người bạn diễn của mình, một người anh của mình để gửi đến cho khán giả. Còn lần này thì Ngọc Huyền lại được tham gia, hạnh phúc lắm quý vị. Không lẽ ngày già ngày vui của ổng mà mình khóc, nhưng mà mình khóc cái niềm hạnh phúc là mình được đứng trên sân khấu của người bạn diễn của mình, mà cái sân khấu đó là cả một cái thánh đường, không phải chỉ riêng của anh Kim Tử Long mà của tất cả các anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi tham gia chương trình. Cho nên là Ngọc Huyền không biết nói gì hết á, chỉ biết là xúc động lắm. Và chị hồi nãy lúc mà gặp gỡ tất cả quý báu, các anh chị bạn bè đồng nghiệp thì vui, không có suy nghĩ gì hết, mà lúc mà anh Long với Trinh Trinh với chị Phượng Hằng kêu Ngọc Huyền lên ngồi đấy rồi ấy, Ngọc Huyền chậm nước mắt mấy lần đó quý vị, chậm nước mắt mấy lần nó thôi, đừng có khóc, ngày vui của anh họ báo mà tự nhiên khóc lóc ở đây. Nhưng mà xúc động lắm, xúc động vì anh đã làm được một chương trình để nói lên cái tình cảm của anh, của người làm nghề gửi đến cho đời, cho người. Rồi hạnh phúc của Ngọc Huyền dân trào là được hát chung với tất cả quý anh chị em nghệ sĩ đam mê với nghề trong chương trình Thánh Đường Sân Khấu. Cái hạnh phúc thứ ba nữa là hiện giờ sân khấu nước nhà đang khởi sắc, đặc biệt là sân khấu cải lương với những chương trình xã hội hóa như anh Long nói, sáng đèn, bán giá vé cao, khán giả vẫn thương đã ủng hộ. Bao nhiêu cái niềm hạnh phúc dâng trào đó, cho nên là Ngọc Huyền không có dằn được cái cảm xúc của mình, thì xin thành thật xin lỗi cùng quý báo. Còn đối với Ngọc Huyền tham gia gì trong live show của anh Long, thì thưa quý vị, anh gọi là về liền, dù là hát cái vai nhỏ nhất, xin lỗi là chỉ đứng cái màn múa để được tham gia thánh đường sân khấu của anh, Ngọc Huyền vẫn về, chứ không quan trọng là vai lớn vai nhỏ hoặc là hát cái gì trong live show của anh. Cái đó là tình cảm của Ngọc Huyền. Nhưng mà đâu có ai cho đứng mình đâu, đúng không? Đâu ai cho đứng mình phải hát chứ không để đứng mình. Không thì em đang nói cái tình cảm của em đó mà, tình cảm của em dành cho cái chương trình của anh thôi. Cũng như là trở ngược lại cái ngày năm 2016 về một dự thôi cũng đã hạnh phúc rồi, hỡi chi bây giờ mình khác nữa. Còn tiết mục gì thì quý vị ơi, Ngọc Huyền là tâm phục khẩu phục và đã từng yêu anh, giờ lại càng trân quý và yêu anh hơn với cả cái tình yêu anh dành cho thánh đường sân khấu, hơn hơn chắc là hơn chứ không phải là gần, hơn 50 nghệ sĩ đủ các thể loại, từ MC, từ kịch nói, từ điện ảnh, từ ca nhạc, từ sân khấu cải lương, anh đã đưa vào một hết thánh đường sân khấu để nói lên cái tình yêu của anh dành cho chương trình. Và khi về mà đi tập với anh rồi thì Ngọc Huyền lại càng không biết dùng cái từ, cái lời lẽ hoa mỹ nào hơn nữa để mà cảm kích và cảm ơn anh Kim Tử Long, bởi vì anh chăm chút từng tiết mục một, anh chăm chút không hẳn là cho Trinh Trinh, cho Tú Sương, cho Ngọc Huyền, cho chị Phượng Hằng, mà anh chăm chút từng chi tiết một cho tất cả những nhân vật đến với live show của anh. Một cái điều đó rất là khó
đối với một đạo diễn tổng thể, đối với đạo diễn chương trình, cũng như là đối với từng tiết mục mà anh đã chăm chút rất là kỹ lưỡng. Cái điều đó đầy đủ nhiệt quyết cho nghề, cho những người chung quanh mình, cho bạn bè đồng nghiệp và dành tặng cho khán giả. Thì hy vọng rằng em chỉ mong là anh giữ sức khỏe, tổ nghiệp Phật trời ban cho anh sức khỏe tốt để anh thỏa cái niềm đam mê, những cái hoài bão của anh trong thánh đường sân khấu vào ngày 19 tháng 10 tới đây tại nhà hát Bến Thành. Xin cảm ơn. Nói chung là anh Lâm, cái lửa đam mê của anh rất là mạnh mẽ. Và dường như là anh không biết mỏi mệt. Cho nên là khi mà anh làm cái live show này thì anh mời thì Vương Hằng tham dự. Và cũng được anh trao chuốt cho một cái tân cổ ca cảnh Moni Show. Nói chung là cái bài ca này nó cũng có đất diễn. Và Phương Hằng cũng rất mong, hình như là Phương Hằng cũng tham gia ba chương trình của anh rồi, cái live show của anh rồi, cho nên là làm sao anh nhớ là anh làm phải mỗi cái live show là anh nhớ tới Phương Hằng là được rồi, hạnh phúc rồi. Là tại vì mình tham gia trong cái chương trình mà được một cái người có cái máu lửa đam mê như thế thì rất là hạnh phúc, rất là hạnh diện. Khi mà có một cái chương trình này mình cũng đứng chung, bởi vì bây giờ lâu lâu mình mới đứng lên chung một cái sân khấu này để mà có một cái buổi họp mặt cùng anh em nghệ sĩ. Đó là một cái hạnh phúc lớn của Phương Hằng. Và cũng cầu mong cho anh có nhiều sức khỏe để mà anh tiếp tục cái con đường như thế này. Để mà Phương Hằng cũng có đi chung trong con đường của anh. Chúc mừng anh và chúc cho anh có nhiều sức khỏe để mà cống hiến cho cái ngành cải lương của mình và cống hiến cho khán giả. Cảm ơn em. Đừng có ai hỏi gì nữa không? Rồi, xin mời. Tôi chưa bao giờ được tác với anh trước đây. Anh em chưa bao giờ nhau, nói thật ra như vậy. Cho nên khi nãy anh Kiệt và anh nói mà cái kiểu cái giọng rất là thoải mái, làm như quen nhau thân lắm á. Anh Kiệt tự thông nè, mà chứ dạ anh. Thì lúc đó trong lòng mình đã biết là bất cứ điều gì người này muốn của tôi chắc tôi sẽ nhận lời. Nhưng một MC ấy show rẻ tiền, và anh chưa nói xong hết câu nói của anh là mình nói em ở đó, anh cứ mặc dập và những cái hoạt động của Thiếu Miu ở trên truyền hình thì nó mang tính giải trí, nó dễ tiếp cận với lại khán giả đại đồng công chúng hơn. Nhưng nếu anh chị nào đã cũng đã từng đồng hành với Miu trong cái hoạt động của gánh hát Phục Hoàng Ban thì cũng hiểu rằng đây là góc độ của một người ngoại đạo. Tôi là một người ngoại đạo đối với nghệ thuật cải lương, nhưng mà chịu ơn nó và chỉ thực thi nó như là không phải như một nghệ sĩ mà như là một người dân thành phố bình thường trả ơn lại cho nền văn nghệ của miền Nam mình. Thì khi được đồng hành với anh chị cũng sẽ là dịp cho cá nhân tôi là người đang đẩy mình vào vị trí của công tác quản lý ở cái đơn vị xã hội hóa nhỏ của mình để quan sát cuộc đối thoại giữa những người nghệ sĩ trong cái thời cuộc chúng ta nói là cải lương khởi sắc. Ví dụ như những ngày tháng gần đây có lẽ cũng chưa bao giờ một sự kiện truyền hình về vọng cổ, về cải lương, về diễn xuất và ca lại được bàn tán nhiều. Và cũng như lúc nãy tôi chia sẻ với các phóng viên là tôi không quan tâm đến nội dung của những lời bình luận mà tôi quan tâm đến độ tuổi của người bình luận để tự trả lời cho mình rằng là người trẻ vẫn rất sôi nổi, quan tâm và quan tâm ở góc độ không phải là đả kích cá nhân mà là ở góc độ học thuật, là một cái tín hiệu vô cùng đáng mừng. Lại việc đồng hành với live show Thánh Đường Sân Khấu cho phép tôi quan sát gần rõ kỹ câu trả lời của nghệ sĩ của tôi Kim Tử Long rằng cải lương đã chết chưa, làm cách nào để lôi kéo khán giả trở lại với lại Thánh Đường Sân Khấu,
sẽ có nhiều, hiện thời đang có nhiều giải pháp nói rằng là nếu chúng ta muốn có lại được một thời kỳ hoàng kim như xưa thì sự cải tổ phải từ phía khán giả, tức là khán giả phải đến. Làm sao để khán giả đến, ví dụ như là giải pháp nhà Trần Ngọc Trang là miễn phí. Và câu trả lời của nghệ sĩ Kim Tử Long theo như tôi đọc thấy trong cách anh đang làm việc đó là cái nước chưa chết và khán giả chưa hết tiền. Và tôi đi cùng với anh cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Câu trả lời sẽ chỉ có vào cái ngày công diễn tại Hà Nội và tại Sài Gòn. Câu trả lời sẽ không lệ thuộc vào việc giá vé cao hay thấp, mà lệ thuộc vào một lần nữa trong cùng chương trình Kim Tử Long đã đưa ra một giải pháp khác để khán giả đến với rạp bỏ tiền ra mua vé thì sự cải tổ phải nằm từ phía chủ thể, tức là nội dung kịch bản ở người nghệ sĩ canh tân mình đến như thế nào, những tên tuổi đi trước, những tên tuổi đương thời, những tên tuổi trẻ sẽ hòa quyện với nhau ra sao để chúng ta làm đúng cái điều mà trước giờ chúng ta nói rất nhiều, các bộ môn nghệ thuật nói rất nhiều là chiều lòng khán giả. Vậy thì câu trả lời của thánh đường sân khấu đó là sự cải tổ đi từ phía nội dung, nghệ sĩ, nghệ thuật, nó phải đi từ thánh đường thì nó mới dẫn dắt khán giả. Bởi chúng tôi thì đặt niềm tin trọn vẹn và khán giả tôi tin, khán giả còn ngoài kia rất đông, có tiền rất nhiều, có điều là làm sao để mà tiếp cận không phải số tiền mà là trái tim đó. Thì vào khoảnh khắc của một buổi họp báo sẽ không có thể đưa ra một lời trả lời nào, nhưng tôi thành tâm mong rằng câu trả lời mang tên thánh đường sân khấu sẽ là câu trả lời đúng. Mọi giải pháp, mọi thể nghiệm lúc này đều đang để tìm một câu trả lời đúng nhất. Nếu bất cứ cái điều gì nó sai, nó sẽ tự minh chứng trong vòng một show, hai show thôi là nó sai. Cho nên những cuộc tranh luận trở nên vô ích, mà đây là lúc để cho cả tất cả mọi phía cùng đứng lên và làm việc. Và tôi rất hãnh diện cũng được đứng lên và làm việc bên cạnh anh chị em nghệ sĩ, và đặc biệt là nghệ sĩ của tôi Kim Tử Long.